Nghe lời trân trọng kính chào quý khán giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, đến nay đã gần nửa thế kỷ sau cái ngày Cộng sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi may mắn là được định cư ở xứ sở tự do. Tuy nhiên, không bao giờ chúng tôi không trăn trở suy nghĩ về những cựu quân dân còn ở trong nước, mà đặc biệt là những anh em đã phải đổ xương máu cho cái nền tự do của miền Nam Việt Nam và trở thành những thương phế binh. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở trong nước rất là nhiều, đó là những thương phế binh đã bị Cộng sản phân liệt đối xử, và rất nhiều hình ảnh thương phế binh sống lê lết bên lề xã hội. Họ đi bán vé số, họ đi ăn xin, chân chân. Và thưa quý vị, chúng ta đã biết, ở hải ngoại nghỉ về trong nước nhiều năm đã có cái chương trình là đại nhân hội cảm ơn anh để hy sinh cho Việt Nam. Thì thưa quý vị, cái mùa dịch Covid vừa qua thì cái chương trình chúng ta hiến tạm ngưng, nhưng mà hôm nay chúng tôi biết tin rằng tại thành phố San Jose sẽ có một cái chương trình đại nhân hội cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu quý vị anh Hoàng Kính, là trưởng ban của cái đại nhân hội trong những thời gian tới, và anh Tám cũng là một thành viên ở trong ban tổ chức. Vâng, kính anh, thưa anh Kính, anh có thể cho biết được rằng cái mục đích, ý nghĩa và cái tâm tư của anh như thế nào khi anh đứng ra để làm trưởng ban tổ chức của đại nhân hội trong những ngày tới, thưa anh? Trước hết, chúng tôi là Hoàng Kính xin gửi lời chào đến quý đồng hương, quý khán giả đài Net Việt Television, và xin kính chào anh Nghê Lương. Để trình bày cái tâm tư của chúng tôi khi đứng ra mà tổ chức một event lớn để nhằm mục đích trợ giúp cho anh em thương binh tại quê nhà đang khổ khó, thì thưa anh Nghê Lương cùng với quý đồng hương, chúng tôi cũng là những quân nhân đã từng chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam và luôn luôn khắc khoải nhớ về anh em thương binh tại quê nhà. Do đó, khi có đại nhạc hội cảm ơn anh, chúng tôi đã bắt tay với nhau, và tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2 thì tại Bắc Cali chúng tôi đã tổ chức cái đại nhạc hội cảm ơn anh kỳ 3, tiếp theo kỳ 4, kỳ 7, kỳ 9 và sau cùng là kỳ 11. Sau đó, vì vấn đề đại dịch Covid-19 cũng như chủ quan và có nhiều khách quan đưa tới gián đoạn, cho nên cho đến nay khi đã có thể dịch đã bớt thì chúng tôi lại nghĩ đến anh em thương binh tại quê nhà, và chúng tôi tổ chức cái gọi là đại nhạc hội cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa Bắc California. Đó là cái tiêu đề của chúng tôi. Thì cái này là như thế nào? Tức là nó có tiền thân là cái đại nhạc hội cảm ơn anh của Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân và ông đại tá gọi là niên trực đại tá Nguyễn Hồng Tiền, làm người đại diện một khuôn mặt cho đại nhạc hội cảm ơn anh ở Bắc California, và chúng tôi là các thành viên ở trong đó. Thì cái hoài bão của chúng tôi với mục tiêu giúp đỡ anh em thương binh, với tâm là rất là kính trọng, rất là trân trọng cái sự hy sinh của anh em thương binh một phần thân thể để mà chiến đấu giữ gìn an ninh cho nền dân chủ tự do của Việt Nam trong suốt 20 năm. Để đến bây giờ, chúng ta còn rất nhiều thương binh
ở quê nhà. Do đó chúng tôi đã mạnh dạn cùng nhau các anh em thiền chí và trong tổ chức cũ, mặc dầu thiếu đại tá Nguyễn Hồng Tiền đã quá vạn, thì chúng tôi theo bước đường đó mà tiếp tục con đường lý tưởng mà các huấn lược của chúng tôi đã đặt ra. Dạ vâng, thưa thầy lại ông Tám, tôi được biết được rằng đó là ngày 9 tháng 7 2003 tới đây đó, ở Nam Cali cũng có tổ chức một cái đại hội cảm ơn anh, mà họ nói là kỳ 16, thì như anh Hoàng Kính vừa nói là kỳ 11 rồi, vậy thì bây giờ tại sao nó có sự chênh lệch, anh có biết hay không ạ? Như vậy thì cái tổ chức ở Nam Cali nó có khác gì cái tổ chức của Bắc Cali mà sau cái ngày 9 tháng 7 đó không thưa anh? Thưa quý vị chức sắc trong tôn giáo, thưa các bạn thường thường, thưa quý đoàn thể ở đoàn, thưa các nhà mạnh thường quân, các nhà thiền nguyện và kính thưa quý đồng hương, tôi là một người mới vào, cho nên tôi không có theo dõi nhiều về các cái chương trình đại học trước đây. Nhưng mà trong cái đại nhạc hội cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa tại Bắc Cali năm nay, tôi là người tham gia đầu tiên và trực tiếp, thì tôi được biết rằng cái tổ chức đại nhạc hội cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa Bắc Cali hôm nay hoàn toàn khác và không có dính líu gì với cái các chương trình cảm ơn anh ở Việt Nam Cali. Mặc dầu có một khoảng thời gian trước thì cái chương trình cảm ơn anh đó nó có sự liên kết giữa miền Bắc và miền Nam. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi độc lập về tài chính cũng như cách tổ chức qua các biên bản về pháp lý, cho nên chúng tôi không có biết nhiều về ngày giờ cũng như tổ chức ở dưới miền Nam Cali. Tôi xin hãy. Dạ vâng, anh Kính có biết về này tại tôi mới vừa hỏi đó, là tại sao Nam Cali đó thì họ hỏi là đại hội cắm anh kỳ thứ 16, còn mình ở đây thì anh vừa nói là kỳ 11, như vậy nó có cái điều gì nó khác nhau thưa anh? Dạ vâng vâng ông thưa anh, tôi sẽ trả lời anh. Chúng tôi làm đại hội kỳ thứ 11 đã lâu rồi, năm 2017. Còn bây giờ? Và bây giờ sau một thời gian gián đoạn thì chúng tôi lại đứng ra tổ chức theo cái truyền thống của Trung tá Nguyễn Thị Hành Dương cũng như là Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền. Và chúng tôi lấy cái danh hiệu là cũng là đại nhạc hội cảm ơn anh nhưng mà Bắc California. Từ 11 là chúng tôi không có liên hệ để mà làm cái 12, 13, 14, 15, 16 vân vân, không có. Do đó mà bây giờ có tính cách là đại nhạc hội này là của Bắc Cali. Bây giờ cái câu hỏi của tôi là thưa với anh Tám là cái vấn đề chúng ta chuẩn bị như thế nào rồi, rồi anh có thể thông báo cho mọi người cũng biết đó, là cái đại hội tới đây được tổ chức San Jose, tổ chức vào ngày nào, giờ bắt đầu từ giờ nào tới giờ nào và được tổ chức từ tại địa điểm nào, anh phải thông báo cho mọi người thưa anh, và đồng thời chương trình có gì đặc sắc không thưa mọi anh? Thưa nghe được và thưa quý đồng hương, thì cái chương trình đại nhạc hội mọi trời năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2003 tại trường Trung học Diệp Ba Nguyên A số 1855 Lucrecia Avenue South Cali 95122 từ 12 giờ chiều cho đến 8 giờ chiều. Thì thưa quý đồng hương, cái chương trình này khởi thủy là từ năm ngoái, chúng tôi vào đầu năm 2022 thì có một vị mạnh thường quân đã
giúp chúng tôi một số tiền với điều kiện là chúng tôi phải trải qua các thủ tục pháp lý để nhận số tiền đó để gửi về anh em thương phê bình. Số tiền này chúng tôi đã gửi về trước Tết và đã hoàn tất cái công việc đó một cách tốt đẹp. Từ sự thành công, thành quả mà anh em chúng tôi đã làm ra, chúng tôi nghĩ lại và thấy rằng chúng tôi đã mang một món nợ chưa hoàn tất hoàn toàn cái ý nguyện của chúng tôi để giúp đỡ toàn bộ, có thể nói là toàn bộ, chúng tôi không dám nói hết là toàn anh em, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ toàn bộ anh em ở bốn vùng chiến thuật miền Nam Việt Nam trước đây. Thì từ những ý nghĩ đó chúng tôi ngồi lại bàn tính và với sự cố vấn pháp lý của luật sư Nguyễn Bích, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và chúng tôi xúc tiến các công việc. Trước tiên là vấn đề nhập khẩu, đại nhập khẩu là phải có nhà, các bác sĩ bao nhà. Cho nên chúng với một cái khả năng hàng hề của chúng tôi thì chúng tôi nhờ sự hỗ trợ của chương trình FPTA cố vấn về kỹ thuật và giúp đỡ về ca sĩ. Ở đây tôi xin nói thêm là các ca sĩ từ miền Nam Cali về đây giúp qua lời ca tiếng hát, họ không có lấy một đồng về thù lao. Tuy nhiên chúng tôi chịu cái phí tổn về đi lại cũng như ăn ở. Tuy nhiên phải ghi nhận một cái thiện ý của các ca nghệ sĩ miền Nam Cali là khoảng 20% trong cái số ca nghệ sĩ đó họ tự động đi, họ không ở khách sạn. Đó là một điều mà chúng tôi ghi nhận. Dạ vâng, thưa quý vị, để cái thời gian có nhiều, kêu tôi xin phép được nhắc như thế này. Thứ nhất là thưa quý vị, ở đây là một cái chương trình sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 30/7/2023 tại sân vận động Trường Gia Ba Vina ở số 1855 Lucrecia Vino San Jose, Cali 95122. Thời gian sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối thưa quý vị. Thì mọi cái chi tiết hoặc là quý vị thắc mắc gì thì có thể gọi ở Bắc Cali với số 510-798-7726. Rất là nhiều số 510 thưa quý vị. Và đặc biệt là ở Bắc Cali thì quý vị có thể liên lạc với đài STM số 714-636-1121. Và cái giá vé để vào cửa trong cái đẹp hội này thưa quý vị là vé đồng hạng là $20. Và như chúng ta coi trên tay có nghĩa là có poster đó, thì tôi thấy rằng có sự góp mặt của rất là nhiều ca sĩ, đặc biệt là Nam Cali, như là Angel Gia Hân, Anh Vi, Bình Hai Lúa, Bích Vân, Chế Phong, Dạ Nhật Ký, Đinh Thiện, Độc Thảo, Jenny Đăng Anh, Mai Vi, Minh Châu, Mỹ Lan, Ngọc Diệp, Phi Đức Nguyên, Quỳnh Hoa, Thanh Lan, Thế Sơn, Trần Thiện Anh Chí, tức là con trai của ông Trần Thiện Thanh, Tú Anh, Việt Hoàng, Việt Khang, Y Phương và câu lạc bộ của Liên Trường Quảng Đà. Vâng, cái điều mà thưa với anh thì với cái tư cách là trưởng ban tổ chức đó, thì anh có cái lời gì kêu gọi đồng bào, và đồng thời là anh có cái điều gì muốn tâm tình, và đồng thời rằng khi chúng ta làm cái này thì chắc chắn rằng với sự ứng của đồng bào đó thì chắc chắn ta thu một số tiền để mà lo cho anh em. Thì anh có thể cho mọi người biết rằng hiện nay trong ban tổ chức của các anh đó, để chuẩn bị đại hội này, các anh đã nắm được là khoảng bao nhiêu người thương binh mà để chúng ta sẽ phải cơ lo thôi anh? Câu hỏi của anh rất là hay, thì chúng tôi trả lời cho quỹ đồng hương. Thưa quỹ đồng hương và thưa anh Nghiên, là hiện nay ban tổ chức của tôi đã có một hồ sơ là 3.700 thương binh, 3.700 còn kẹt lại ở đó, và còn trước đây thì rất là nhiều, hàng chục ngàn, nhưng mà bây giờ thì tuổi đời ngay chúng ta đây cũng là thấy cũng quá già rồi, cũng gì. Cho nên đây là một cơ hội mà mình không còn thời giờ nữa, một cơ hội để cho mình đền đáp phần nào những cái
hy sinh của anh em thương binh quê nhà. Và chúng tôi thật lòng kêu gọi tất cả quý đồng hương giang tay với tấm lòng để cùng chúng tôi hỗ trợ cho cái chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Bắc California được thành công tốt đẹp. Và chúng tôi sẽ có tất cả các thủ tục để gửi về đầy đủ các cái tiền bạc cho các thương binh của chúng ta ở quê nhà. Và chúng tôi cũng xin thưa anh là đáp ứng bước đầu cái kêu gọi của chúng tôi thì đã có nhiều mạnh thường quân cũng đã gửi cho hoặc là tặng cho ban tổ chức một số tình tài hoặc là vật phẩm hoặc là công sức để hoàn thành cái đại nhạc hội. Anh đọc cho những cái thương hiệu ở thực chất. Thứ nhất là Association for the Assistance of Yizap Veteran of the Republic tại Washington, 168 đồng. Anh Cán Công Nguyễn và Bích Nhung Trần tại cũng là Washington là 100 đồng. Chị Tường Vi Phan Fresno 100 đồng. Ba bác sĩ Trần Văn Nam 100 đồng, 100 đô la. Và Sài Gòn Shipping 500 đô la. Anh Hoàng Trọng Đê 100 đô la. Minh Công Hồ Mạnh Hà 100 đô la. Và anh Ân Dân trong thùng donation 12 đồng. Anh chị Ân Dân 166 đồng tại Grand Century Mall Story Road ngày 2 tháng 7. Và Đỗ Anh Thư tại Illinois 50 đồng. Bà Phan Thị Hoa tại New York 1.000 đô la. Và Teletron là 8.000 để có gọi là cái này gọi là quảng cáo đó, có banner được sân khấu là 8.000. Và cô Lê Đăng Nguyễn MC của Đài Mỹ trước đây là có banner được sân khấu 5.000. Và ân dân nữa là 5.000 đồng. Hàng nước mắm Hoàng Gia trụ sở tại Úc Châu bảo trợ 200 chai nước mắm loại Hoàng Gia đặc biệt giá 50 đồng một chai, tương đương với 10.000. Đây là số bảo trợ tính đến ngày hôm nay. Cũng xin thông báo đến quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như chúng tôi đã thông báo là vé vào cửa chỉ có 20 đô la. Tuy nhiên nếu trường hợp cái số khán giả mà đi vào thì chắc cả cái số thu không bao nhiêu, kể cả cái số bảo trợ vượt qua, mà trong khi chúng ta còn tới mấy ngàn thương binh trong nước. Cho nên nhân dịp này chúng tôi kêu gọi đó là các vị đại gia người Việt đi đảng cộng sản tại thành phố San Jose, vì cái tinh thần nghĩ về những anh em đã đổ xương máu cho miền Nam tự do, xin quý vị liên lạc với ban tổ chức để bảo trợ một cách mạnh mẽ hơn. Và đồng thời rằng là những quý vị nào mà ngày hôm đó không đến tham dự được đại hội thì quý vị có thể gửi chi phiếu yểm trợ xin đề là Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Bắc Cali và gửi về một trong hai địa chỉ của ban tổ chức là PO Box 51099 San Jose Cali 95151 hoặc là đài SPTN PO Box 127 Garden Grove Cali 92842. Vâng, thưa quý vị, vì cái thời lượng của cái chương trình talk show chúng tôi không dài, cho nên chúng tôi rất mong với cái tinh thần của những người từng là những công dân của miền Nam Việt Nam, nghĩ về những anh em thương binh còn ở trong nước, quý vị hãy tích cực ủng hộ cho cái đại hội Cảm Ơn Anh Ngoài Trời vào 2023 và chủ nhật ngày 30/7/2023 tới đây, bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 8 giờ chiều, được tổ chức tại sân vận động của trường Kiệp Ba Biena, thưa quý vị, ở 1855 Lucrecia Vino. Mời anh Tám có những cái lời mình cần muốn nói trước khi chúng ta chấm dứt thôi. Dạ, kính thưa quý đồng hương, vì đây là một cái chương trình gây quỹ để mà giúp các anh em thương phế binh còn ở quê nhà. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị trong các tôn giáo, các đoàn thể, hội đoàn
các mạnh thường quân, các anh em thị người giúp đỡ chúng tôi một tay về vấn đề tài chính cũng như về khả năng sức lực. Chúng tôi cần một số thị nguyện viên trong cái ban gọi phone để lấy những ủng hộ của quý vị ngoài trên toàn thế giới. Chúng tôi cần những thị nguyện viên đưa đón các văn nghệ sĩ từ phi trường về khách sạn cũng như từ khách sạn ra nơi trình diễn. Chúng tôi cần những người giúp về vấn đề trật tự an ninh trong khu vực, và chúng tôi cũng cần rất nhiều cái vấn đề phục vụ ăn uống được. Cho nên một lần nữa chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đồng hương hãy giúp cho chúng tôi để hoàn thành ước vọng, giúp một chút gì cho anh em thương phê binh còn không có ở quê nhà. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng như hồi nãy chúng tôi có nói đó là vé đồng hạng là $20 và đã có, quý vị có thể mua vé tại các hội đoàn của quân nhân, các hội ái hữu, các hội đồng hương và tại Grand Central Mall, rồi ở Grand Market, ở đường Trilly và Ocean Market ở Mimitas, thưa quý vị. Đó là quý vị có thể ngay từ khi quý vị biết được cái tin này, mời quý vị đến những địa điểm nói trên hoặc là các hội đoàn nói trên để quý vị nhận vé. Và cái ngày đó chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có dịp gặp được những cái người ca sĩ có tấm lòng đối với lại người lính Việt Nam Cộng Hòa từ Nam Philly họ đến, và đặc biệt là hướng dẫn chương trình, quý vị thấy rằng đây là những cái gương mặt phải nói rằng rất là có tấm lòng với lại quê dân tộc, đó là Nam Lộc, Trúc Hồ, Lê Nam Nguyễn, Diệu Quyên, anh Khanh từ Đài Cho Tự Do, Hoàng Tuấn của Đài Quê Hương, Kim Nhung, Thủy Dương, Đỗ Tân Khoa là của Đài SBTN, Jimmy và Son Lê là một bạn trẻ tình của quân nhân Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vâng, chúng tôi mời anh gửi lời chào quý vị để tham gia chương trình chương trình. Vâng, chúng tôi trước hết sau cùng chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả đã bỏ chúng tôi giờ để nghe chúng tôi trình bày về chương trình Đài Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Bắc California ngày 30 tháng 7 năm 2023. Và đồng thời xin cảm ơn anh Nghĩa Lực đã cho phép chúng tôi được hiện diện nơi đây và để trình bày trước quý đồng hương về vấn đề này. Dạ vâng, mời anh Tám. Tôi là Nguyễn Tám, phụ trách về đưa đón và khách sạn. Chúng tôi nhân tiện đây trước tiên là cảm ơn anh Nghĩa Lực, và sau chúng tôi kêu gọi tha thiết quý đồng hương xin giúp cho chúng tôi về vấn đề thì nguyện cũng như về vấn đề tài chính mua vé để ủng hộ chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Bắc Cali, là quý vị đã một phần tạo một niềm vui cho anh em tại quê nhà. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đồng hương giúp đỡ.